Đa số ấy là con người là bận rộn vì những cái lợi ích trước mắt. Và còn thiểu số thì lại lập lên những nền móng cho 10 năm sau. Đó. Và quyết định cuộc sống 10 năm sau của chúng ta nó phụ thuộc vào chúng ta. Không phải là 10 năm sau chúng ta làm gì, mà là hiện tại chúng ta lựa chọn chúng ta làm gì. Và nếu như ngày hôm nay ấy, các cô bác anh chị đang hoặc là sẽ chuẩn bị xây dựng được những cái công việc kinh doanh của mình hay làm một công việc nào đó, thì chúng ta cứ thử nhìn những cái người mà cũng cùng ngành nghề với chúng ta ấy, mà họ đã làm được 5 năm, 10 năm rồi. Mà chúng ta thử nhìn xem là cái cuộc sống của họ, những cái gì mà họ đang có phải là cái cuộc sống với những điều mà chúng ta đang mong ước hay không? Có phải là những cái điều mà chúng ta làm cái công việc đấy chúng ta muốn theo đuổi hay không? Đúng không ạ? Ngày hôm nay ví dụ như các anh chị là muốn đang làm giáo viên chẳng hạn, thì thử nhìn xem là những người đã làm giáo viên 5 năm, 10 năm hay là kể thậm chí là 20 năm rồi, thì cuộc sống của họ như thế nào? Hay là những người là mở cửa hàng kinh doanh về cái lĩnh vực nào đó, thì chúng ta thử nhìn đi tìm những cái người mà cũng kinh doanh cùng với cái lĩnh vực đó ấy, người ta làm độ tầm 5 năm, 10 năm, 15 năm ấy, mà xem rằng là cuộc sống của họ như thế nào, có đáng để chúng ta theo đuổi không, có đáng để chúng ta mơ ước hay không. Đó. Vậy thì ngày hôm nay các cô bác anh chị, những ai là những người mong muốn rằng là cuộc sống của chúng ta 5 năm, 10 năm sau thay đổi tốt hơn, có được những thứ mà chúng ta mong muốn ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào những việc mà chúng ta làm ngày hôm nay này này. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, lựa chọn tiếp theo để chúng ta có một cái lựa chọn đúng ở đây là gì? Đó là lựa chọn công việc. Trong xã hội ngày hôm nay, tất cả những cái ngành nghề, lĩnh vực công việc trong xã hội nó đều thuộc trong bốn cái nhóm làm việc này. Và đây chính là cái kim tứ đồ của tác giả Robert Kiyosaki, người Mỹ gốc Nhật, viết trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Và qua đây cũng chính là cái lý do vì sao em Sự lại lựa chọn kinh doanh làm hệ thống mà không phải là đi làm thuê làm công ăn lương. Bản thân em Sự cũng trước kia cũng là người đi làm công ăn lương. Và sau một thời gian em chuyển đổi, em trở thành về mở cửa hàng tự kinh doanh. Nhưng mà về bây giờ thì sao? Em lựa chọn một kinh doanh hệ thống, xây dựng phát triển hệ thống. Thì trong bốn cái nhóm làm việc trong xã hội này, thì nhóm thứ nhất là nhóm EOL, là nhóm những người làm công ăn lương. Thì nhóm này được gọi là nhóm nghèo. Thì nhóm này là những ai? Là những giáo viên, là những công nhân, là những bác sĩ, hay kể cả là trưởng phòng hay là những ông giám đốc. Thì họ cũng đều là người đi làm thuê hết. Đúng không ạ? Và họ có một công việc làm mà có thu nhập thì tương đối ổn định. Và 99% trong cái số này là nghèo. Còn 1% còn lại giàu nhưng lại không nhờ lương. Đó. Đi làm công ăn lương mà làm sao mà giàu được. Còn nhóm thứ hai đó là nhóm T. Nhóm T thì là những ai? Là nhóm tự làm, tự mở cửa hàng kinh doanh. Như là mở cửa hàng tạp hóa, mở nhà hàng, shop quần áo, mở quán trung tâm spa thẩm mỹ, hay là trung tâm môi giới bất động sản, vân vân. Đó. Thì nhóm T này thì sao? Họ tự làm cho bản thân họ. Họ càng kiếm được nhiều tiền thì họ lại càng bận. Đấy, rất là vất vả. Đó. Thì đây là bên trái của kim tứ đồ, là nhóm L và nhóm T. Thì nhóm L và nhóm T này để chiếm 90% dân số trên thế giới, nhưng mà chỉ nắm giữ là 10% của cải thôi. Và những cái nhóm này thì ngừng làm thì không có tiền. Đó. Cho nên khi mà em Sự em biết được cái điều này, em Sự không còn muốn làm đi làm công ăn lương nữa, và không còn muốn tự mở cửa hàng kinh doanh nữa. Và em muốn trở thành là một người làm chủ, có một doanh nghiệp hệ thống tự vận hành. Đó là OC. Làm chủ, có doanh nghiệp hệ thống tự vận hành, tạo nên thu nhập thụ động. Họ dùng sức, công sức, trí tuệ của nhiều người để tạo ra thu nhập, và có hệ thống làm việc tự động và tạo nên thu nhập thụ động. Đó. Như điển hình chúng ta thấy là những ông chủ sở hữu những cái chuỗi như là ông Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đức Tài, đúng không? Hay là người giàu có nhất thế giới là ông Elon Musk, đúng không ạ?
cái nguồn tài sản của họ cực kỳ là khổng lồ và đáng để chúng ta mơ ước. Và cái nhóm tiếp theo là nhóm D, là nhóm những nhà đầu tư, là những người thực sự tự do. Thì nhóm này là những ai? Là những người đầu tư về chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu và đầu tư tài chính. Thì những người này là sao? Họ biết họ có tiền, họ là người có rất nhiều tiền và họ dùng tiền để làm việc cho họ, dùng tiền làm công cụ để kiếm ra tiền, nhưng mà cũng có sự rủi ro rất là lớn. Đó. Thì bên phải kim tứ đồ là nhóm C và nhóm D này chỉ chiếm 10% dân số thôi, nhưng mà lại nắm giữ 90% của cải. Và những cái nhóm này lại vừa có tiền và vừa có thời gian. Đó. Và khi mà em sự biết được cái điều này, mới biết về kim tứ đồ này, cho là em muốn tìm mọi cách đi tìm kiếm những công cụ để giúp cho mình dịch chuyển sang góc bên phải của kim tứ đồ. Và trong xã hội ngày hôm nay ấy, thì có rất nhiều người, đó là gì, họ nhảy việc, họ thay đổi công việc, họ đang làm công việc này họ chưa hài lòng về thu nhập, môi trường không tốt, cho nên họ tìm việc khác, tìm công ty khác, tìm công việc khác. Nhưng mà đó mới chỉ là gì, gọi là đổi việc thôi, chứ không phải là dịch chuyển sang góc khác của kim tứ đồ. Cho nên là dù có đổi công việc gì, làm công ty nào đi chăng nữa, thì họ vẫn chỉ là ở góc bên trái kim tứ đồ thôi. Và sẽ có nhiều người, đó là gì, cũng có được những cái tư duy để xây dựng hệ thống tự động vận hành, nhưng mà vẫn làm công việc của những công việc góc bên trái kim tứ đồ. Hay là có những người là biết rằng là xây dựng hệ thống tự vận hành để có thu nhập thụ động là rất là tốt, nhưng mà chưa biết làm như thế nào, chưa biết bắt đầu như thế nào, hay là chưa có cơ hội để làm. Thì ngày hôm nay chúng ta đang tìm hiểu cái cơ hội đó. Vậy thì qua đây chúng ta nhìn về cái kim tứ đồ nhóm công việc này, vậy thì các anh chị muốn kiếm tiền bên phía tứ đồ nào, lựa chọn thuộc về các anh chị. Còn bản thân em cũng như rất nhiều người, các cô bác anh chị, nhà phân phối của New May, lựa chọn New May là một sự nghiệp làm giàu, sự nghiệp thay đổi chất lượng cuộc sống. Thì chúng em đã đang chuyển dịch mình sang cái nhóm 10% dân số này, thuộc về cái nhóm bên phải của kim tứ đồ. Đó chính là cũng là lý do vì sao rất nhiều người hiện nay, hay là cái ngành nghề và kinh doanh hệ thống nó ngày càng phát triển là như vậy, và càng thu hút được nhiều nhân tài, được người giỏi. Và họ nhìn thấy trong cái môi trường công việc này nó đem lại giá trị rất là lớn cho họ. Vậy thì bao nhiêu trong số các cô bác anh chị mong muốn rằng là mình cũng trở thành là nhóm 10% dân số này, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta dịch chuyển đây? Làm như thế nào để chúng ta biến chúng ta từ 90% dân số ở bên trái kim tứ đồ để dịch chuyển sang nhóm 10% dân số bên phải kim tứ đồ đây? Thì để trở thành nhóm 10% dân số, chúng ta lựa chọn kinh doanh hệ thống. Thì qua đây em chia sẻ và phân tích sự so sánh với cả nhà mình, kinh doanh truyền thống với kinh doanh xây dựng hệ thống chuỗi điểm bán với New May, nó có sự khác biệt như thế nào, và tại vì sao đây lại là cái sự lựa chọn của nhiều người muốn làm kinh doanh New May như vậy. Nói về kinh doanh truyền thống, điều đầu tiên đó là gì, chúng ta cần phải mở cửa hàng kinh doanh. Và đã mở cửa hàng kinh doanh thì đồng nghĩa là chúng ta bị gò bó về thời gian, bị gò bó về thời gian, đúng không ạ? Và cần phải có vốn, đúng không ạ? Mà càng làm càng ăn lớn thì là càng vốn phải càng nhiều. Mặt bằng, cần phải có mặt bằng và phải trả tiền thuê mặt bằng. Nguồn hàng thì tự tìm kiếm, đúng không ạ? Và nguồn hàng tự tìm kiếm thì mình kinh doanh sản phẩm này thì cũng sẽ có những thằng khác cũng kinh doanh cũng sản phẩm đó, có sự cạnh tranh. Nhân viên thì chúng ta cần phải tuyển dụng, làm nhiều phải tuyển nhiều nhân viên. Tuyển nhân viên phải đào tạo và phải trả lương, đúng không ạ? Và còn khách hàng thì bị hạn chế và quảng cáo, những chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng. Kinh nghiệm thì không có, tự phát, trải qua những cái thăng trầm, thời gian kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm. Thủ tục pháp lý thì tự lo. Và thời gian công sức thì phải làm việc từ 10 đến 16 tiếng một ngày. Thu nhập thì giới hạn. Và càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng bận là như vậy. Và có rất nhiều người đó là gì?
mới ban đầu. Nhiều người ta là khi là làm kinh doanh mở cửa hàng ấy, họ không có tìm hiểu là cái nhu cầu của thị trường là gì, mà đơn giản họ chỉ lựa chọn kinh doanh về những cái mặt hàng, những cái lĩnh vực mà họ muốn, họ thích đó, chứ chưa thực sự tìm hiểu về nhu cầu thị trường là gì để kinh doanh những sản phẩm nó phù hợp. Rất ít người làm được điều đó. Cho nên là gì ạ? Là rất nhiều người khi mà mở cửa hàng kinh doanh truyền thống, sau một thời gian từ 2 đến 3 năm thôi, là bắt đầu cảm thấy rã rời, mệt mỏi, chán nản rồi, thanh lý rồi, ngừng kinh doanh rồi, hay là phá sản luôn. Đó. Và muốn làm ăn lớn thì cần phải rất nhiều đầu tư, rất nhiều tiền và đầu tư những cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 3, cửa hàng 4. Chi phí rất là lớn. Cũng đồng nghĩa là rủi ro và áp lực công việc rất là lớn. Đúng không ạ? Mà khi mà có tiền thì không có thời gian, mà có thời gian thì không có tiền. Đó là cái đặc thù, cái đặc điểm của kinh doanh truyền thống. Và so với kinh doanh hệ thống New Mây thì nó có điều gì khác biệt? Thì bắt tay kinh doanh với New Mây, đó chính là công việc của chúng ta xây dựng những cái điểm bán, những cái chuỗi chuỗi điểm bán đó. Và để xây dựng nên một cái chuỗi điểm bán ấy, đó là vào những cái chương trình, những cái địa điểm làm OBV gia đình. Thì làm những chương trình OBV gia đình để tạo ra doanh số và bán hàng ấy, thì thời gian thì luôn được chủ động, vốn thì tùy điều kiện, mặt bằng thì chúng ta có thể là làm tại nhà hoặc là quán cà phê, đều chúng ta có thể là làm được hết đấy. Nguồn hàng thì tất nhiên là công ty lo và có bảo đảm về uy tín, chất lượng của chúng ta kinh doanh. Còn nhân viên thì làm kinh doanh như mây, chúng ta không phải tuyển nhân viên, mà chúng ta chỉ tuyển đối tác thôi, cùng hợp tác kinh doanh với chúng ta thôi. Và chúng ta là sao được đào tạo, trả lương thì nó đã công ty lo, dựa trên cái hiệu suất doanh doanh thu, cái năng suất của họ tạo lên. Còn khách hàng của chúng ta thì sao, quảng bá và chia sẻ mọi lúc mọi nơi đó. Và may mắn là chúng ta đang có một cái sản phẩm là tự có tính tự bán, vì sản phẩm có chất lượng rất là tốt, hiệu quả tốt. Cho nên là một người dùng và sản phẩm dùng thấy kết quả tốt, chắc chắn là sao, họ sẽ lan tỏa đến những người xung quanh, và đằng sau một khách hàng hài lòng nó sẽ cả là cả một cái thị trường lớn. Cho nên là khách hàng của chúng ta rất là dồi dào. Kinh nghiệm thì đã được học tập miễn phí, được đào tạo chuyển giao kiến thức miễn phí. Cho nên là hoàn toàn các anh chị không có kiến thức. Mà những anh chị nào mà nói là không làm được ấy, không có thời gian ấy, đấy, không tự tin là mình có thể thành công được ấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là ngày như hôm nay chúng ta là sao, khi chúng ta được học tập cách làm, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Thủ tục pháp lý thì công ty lo bảo đảm, yên tâm, luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam, đúng không ạ? Và thời gian công sức mà chúng ta bỏ ra thì lại chủ động. Đấy. Rảnh làm được, vui cũng làm được, buồn cũng làm được, đêm hôm sớm khuya cũng đều làm được hết. Làm như mây là không mưa không nắng, không nắng không mưa, không trưa không tối. Chúng ta có thể là làm bất cứ lúc nào, đi chơi cũng được, đi chùa cũng làm được, cũng chia sẻ, cũng phát triển được kinh doanh. Đó. Và thu nhập thì không giới hạn. Giả sử khi mà chúng ta hình thành lên một cái điểm bán OB gia đình ấy, và mỗi một điểm bán ấy, đem ra doanh số mỗi một tháng khoảng 100 lon sản phẩm chẳng hạn. Vậy thì nếu chúng ta xây dựng nhân rộng lên 3, 5, 10, 30, 100 điểm bán tương tự như vậy thì sao? Thì có phải là doanh số chúng ta tạo lên nó càng lớn không? Và doanh số nó tạo lên càng lớn thì đồng nghĩa là gì? Thu nhập chúng ta càng càng lớn. Nó phụ thuộc vào cái sức lan tỏa, cái mô hình kinh doanh của anh chị, những cái chuỗi điểm bán của anh chị. Đó. Xây dựng kinh doanh như mây là xây dựng những điểm chuỗi. Nhưng mà là cái chuỗi điểm bán này sao? Không đầu tư chi phí tốn kém. Thế là không có rủi ro. Đấy. Giúp cho chúng ta lại vừa có tiền lại vừa có thời gian. Và khi mà chúng ta xây dựng lên một cái doanh nghiệp như vậy á, nó chính thực sự đó là cái doanh nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp của mình, và mình có quyền được chuyển nhượng và thừa kế cho những cái thế hệ tiếp theo, cho con cái của mình, để thừa hưởng những cái thành quả, kết quả của cái hệ thống kinh doanh đó tạo lên về thu nhập, vân vân. Đó. Đó là những cái lý do vì sao rất nhiều người hiện nay họ lại lựa chọn kinh doanh như mây. Và nếu như ngày hôm nay các anh chị còn chưa thấy tự tin, là không biết là mình có làm được hay không, và những anh chị nào là đang làm kinh doanh truyền thống cảm thấy bế tắc, cảm thấy khó khăn,
Hay là những anh chị là mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội để làm giàu nhưng lại không có rủi ro, thì kinh doanh New Way chính là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất, phù hợp nhất để các anh chị có thể là hoàn thành được những cái mong muốn, nguyện vọng của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn về cái gì? Lựa chọn về cách làm. Thì những người nghèo thì họ dùng sức để kiếm tiền, còn người giàu thì họ tìm công cụ để kiếm tiền. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta muốn trở thành người giàu có thì có phải là nó phụ thuộc vào cái công cụ làm việc để tạo ra thu nhập của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để gia tăng được cái công cụ kiếm tiền cho chúng ta đây? Đúng không ạ? Lựa chọn công cụ làm việc. Thì những người nghèo là dùng sức để kiếm tiền, chúng ta thấy là gì? Một cuộc đời của con người chúng ta làm việc, thời gian làm việc kiếm tiền nó khoảng 45. Và trung bình một tháng thu nhập từ 10 đến 15 triệu. Và như vậy một năm chúng ta có thu nhập là 120 triệu đến 180 triệu trong một năm. Và trong suốt cuộc đời là 40 năm làm việc liên tục như vậy á, chúng ta kiếm được một cái khoản tiền đó là gì? 4,8 tỷ cho đến 7,2 tỷ. Thoạt nhìn chúng ta có thể là nhìn thấy có số tiền rất là lớn, nhưng mà trong suốt cộng lại làm việc 40 năm mới có được số tiền như vậy. Còn thực chất trong cuộc sống chúng ta mỗi tháng kiếm được thu nhập 10 triệu, 15 triệu và còn phải chi phí ra rất nhiều những khoản chi phí sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Và để tiết kiệm ra được thì nó còn lại rất là ít. Và có nhiều anh chị đó là gì? Có thể là có thu nhập 10 đến 20 triệu một tháng và có một cái khoản lợi chỉ vài chục triệu thôi. Nhưng mà mãi vẫn không gom đủ, mãi không tiết kiệm đủ để trả. Bởi vì cuộc sống luôn luôn biến động và bất ổn. Mà cái kinh tế của chúng ta lại phụ thuộc vào một cái công việc cố định, một cái thu nhập cố định. Đó. Còn đối với người giàu tìm công cụ để kiếm tiền, thì ví dụ như sức của một người kiếm được 10 triệu một tháng chẳng hạn, nhưng mà họ biết cách nhân với hệ số X. Hệ số X chính là hệ số đòn bẩy. Mà hệ số X càng lớn thì nhân với cái thu nhập năng lực của một người ấy, để tạo lên cái thu nhập tăng lên nó càng lớn. Vậy thì cái hệ số X nó làm như thế nào để chúng ta gia tăng hệ số X đây, và hệ số X trong cái kinh doanh truyền thống là như thế nào? Khi các anh chị mở một cửa hàng kinh doanh, ví dụ như một cửa hàng kinh doanh mà mỗi một cửa hàng đem lại cho anh chị thu nhập là khoảng 20 triệu một tháng chẳng hạn. Vậy thì bây giờ các anh chị muốn có thu nhập hơn, cao hơn nữa, thì các anh chị mở thêm những cái cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 3, cửa hàng 4. Đúng không ạ? Thì các anh chị bỏ một số tiền lớn, rất là lớn. Mà có nhiều người khi mà em mới gặp rất nhiều người, nó gì là người ta chạy xe, mua ô tô để chạy xe khách chở hàng chẳng hạn. Và khi người ta kiếm được hòa vốn rồi ấy, nhưng là do là sao, cái môi trường làm việc có rất là nhiều việc và nhìn thấy được cái cơ hội là có thể là tăng thêm thu nhập, nhưng mà cái sức chứa đựng của cái xe đó, cái tần suất làm việc của cái xe đấy nó bị giới hạn, và lại quay ra là sao, đầu tư mua cái xe khác to hơn, khỏe hơn, nhiều tiền hơn để chạy được nhiều hàng hơn chẳng hạn. Vậy thì cứ liên tục như vậy thì bao giờ chúng ta mới có lãi đây, đúng không ạ? Bao giờ chúng ta có lãi đây, đúng không ạ? Cho nên là phải trả rất nhiều những chi phí, tăng thêm về nguồn vốn, phải tăng thêm về số lượng nhân viên để trả lương nhiều hơn, và tăng lương cần phải tăng số lượng khách hàng để bị giới hạn, kinh nghiệm thì lại không ai dạy. Đó. Cho nên là cái hệ số X ở trong truyền thống ấy nó bị giới hạn, nó rất là nhỏ. Còn với cái số hệ số X trong New Way thì vốn là ít, đúng không ạ? Mở lên những cái điểm bán, xây dựng điểm bán, cái chi phí đầu tư chúng ta bỏ ra rất là ít. Nhân viên thì chúng ta không phải trả lương, vì họ là những người đối tác kinh doanh của chúng ta. Họ dựa trên cái năng suất kinh doanh của họ để công ty trả lương cho họ. Ở khách hàng thì lại không giới hạn. Kinh nghiệm thì chúng ta được giao lưu học tập từ những người thành công đi trước. Và không, hoàn toàn là không có rủi ro. Còn cái ích trong truyền thống là rất là rủi ro. Đúng không ạ? Cho nên là trong rất nhiều những cái công ty, doanh nghiệp hay những cá nhân trong thời gian vừa qua, ảnh hưởng do diễn biến cái tình hình về dịch bệnh COVID đã tác động lên rất là lớn về công việc kinh doanh của họ. Rất nhiều người phá sản, không có công ăn việc làm, hoặc là phải thay đổi công việc, vân vân. Đó. Thì đó là một trong những một phần nội dung đầu tiên trong cái lựa chọn cách làm thôi. Để chúng ta thấy được là gì? Cái kinh doanh New Way ấy là một trong những cái cơ hội
để chúng ta gia tăng thêm cái hệ số x, hệ số đòn bẩy này, mượn sức của nhiều người và trí tuệ, công sức, thời gian của nhiều người để tạo lên thu nhập cho mình. Mà cái thu nhập của mình nó không phụ thuộc vào cái sức lao động của mình nữa. Thứ hai, đó là lựa chọn về công việc. Thì cái công việc của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, em ví dụ như nó là một cái thửa ruộng cuộc đời, thửa ruộng cuộc đời thôi. Thì những cái công việc mà hiện tại chúng ta đang làm có thu nhập, nó giống như là cái việc của chúng ta trồng rau. Trồng một lần thì hưởng một lần. Có làm thì mới có ăn. Hôm nay chúng ta làm thì hôm nay chúng ta có tiền, có thương, có lương. Ở tháng này chúng ta làm thì chúng ta có lương của tháng này, đúng không nào? Đó. Vậy thì ngày hôm nay những cái công việc trồng rau đó chúng ta làm việc liên tục như vậy. Vẫn đang làm như vậy, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta gia tăng thêm cái nguồn thu nhập cho mình đây? Thì em chia sẻ cho cả nhà mình cũng là cái thửa ruộng đó. Nhưng mà chúng ta chia một phần nó là gì? Một phần là trồng rau. Có nghĩa là chúng ta dành những thời gian vẫn làm công việc hàng ngày để chúng ta có thu nhập ngay, trang trải về chi phí cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta trích một cái quỹ thời gian trong ngày để chúng ta làm sao ạ? Trồng cái cây ăn quả. Và trồng cây ăn quả để trồng một lần nhưng lại hưởng được lâu dài. Đó. Và khi mà các anh chị nắm bắt được cái new way là gì? Có thể các anh chị có thể mất khoảng thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng để các anh chị hình thành lên, chia sẻ và hình thành lên cho mình khoảng 30 khách hàng thành viên. Và 30 khách hàng thành viên này là những người sử dụng sản phẩm lâu dài. Và họ yêu thích sản phẩm. Và họ uống sản phẩm, họ cảm nhận được sản phẩm tốt. Thì mỗi một người khách hàng họ dùng một mỗi tháng một lon sản phẩm như vậy. Thì vậy thì sao ạ? Sau 6 tháng trở đi thì tháng nào các anh chị cũng có doanh số khoảng 30 lon thì các anh chị có thu nhập. Và thu nhập các anh chị hưởng được lâu dài. Và không phụ thuộc vào anh chị sau này, anh chị chỉ cần chăm sóc khách hàng, những khách hàng đó chu đáo, họ dùng sản phẩm đều đặn, đúng không ạ? Và nếu như các anh chị có thể là phát triển hơn nữa thì các anh chị sao? Để gia tăng thêm thu nhập cho mình. Đó. Vậy thì sẽ có rất nhiều người ta nói là gì? Chị bận lắm, không có thời gian để chị làm. Đó, cái này gì? Họ chỉ tập trung vào công việc trồng rau thôi. Họ không có thời gian để trồng cây ăn quả này. Họ bận lắm, họ không có thời gian. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ làm thế nào để tuyển dụng những người như vậy. Thì đối với những người đối tượng, họ nói là họ là người bận rộn đấy, thì chúng ta sử dụng những cái câu hỏi để làm tư tưởng. Đúng không ạ? Sử dụng những câu hỏi để làm tư tưởng. Bởi vì có rất nhiều người, các anh chị đó là gì? Là thường hay là phân tích, lên lớp, dạy họ cái cách là để là kiếm tiền, vân vân. Chỉ ra cho họ thấy, thế nọ thế trai. Và đang lên lớp họ đấy. Và những người đó họ không thích điều đó, các anh chị ạ. Mà cái người chuyên nghiệp đó là gì? Họ biết cách dùng những câu hỏi. Tuyển dụng đơn giản chỉ làm tư tưởng và đặt những câu hỏi thôi, các anh chị ạ. Thì chúng ta sẽ dùng những câu hỏi như thế nào đối với những người bận rộn? Thì sau đây em chia sẻ cho cả nhà mình một số những câu hỏi mà sẽ rất hiệu quả để các anh chị có thể là nói chuyện với những người mà thường nói là bận rộn đấy. Thì các anh chị hỏi họ là gì? Anh chị bận rộn như thế này thì bao giờ các anh chị có thời gian dành cho bản thân và gia đình? Câu hỏi tiếp theo các anh chị thể hỏi là gì? Anh chị có hay đưa gia đình đi du lịch hay không? Hay là khi anh chị dừng không làm việc nữa thì thu nhập ở đâu? Có nguồn tài chính nào để lo cho gia đình mình hay không? Đó. Đó là một vài những câu hỏi để chúng ta có những cái câu hỏi để khơi gợi ra những cái vấn đề, những cái rủi ro mà họ có thể gặp. Để chúng ta khơi gợi lên. Đúng không ạ? Để cho họ ý thức, nhận thức được những cái vấn đề đó bất ổn. Đúng không ạ? Và còn đối với những người mà gọi là sốt ruột, muốn kiếm tiền nhanh ấy, đúng không ạ? Thì có một số các anh chị là khi vào làm lựa chọn bắt tay kinh doanh như mấy, làm một thời gian mãi vẫn không thấy kết quả gì. Đấy. Chưa thấy kết quả, chưa thấy thành công ở đâu cả. Và nhìn thấy những người làm như trước, họ có thành công, họ có thu nhập rất là tốt. Và họ cảm thấy rất là sốt ruột và lo lắng, rất là mong muốn để kiếm được tiền nhanh giống như họ. Nhưng mà trong xã hội ngày nay,
Không có mấy công việc nào có thể giúp chúng ta kiếm được tiền nhanh mà làm nhanh kiếm tiền nhanh được. Trừ khi là chúng ta chơi lô đề cờ bạc. Hay là lấy một người vợ, một người chồng thực sự là người rất là giàu có rồi chẳng hạn. Đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta lựa chọn sai lầm, lựa chọn vào những cái mô hình lừa đảo ấy, phi pháp ấy. Đúng không ạ? Thì lại không không tồn tại được lâu dài. Không bền vững. Và đôi khi chúng ta phải trả giá, và trả giá đắt khi là liên quan đến cả cái tính mạng của chúng ta nữa. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ, chúng ta nói với họ như thế nào đối với những trường hợp này. Chúng ta hỏi những câu hỏi như là: công việc của anh chị đang làm được bao nhiêu năm rồi? Đó. Thế là hỏi thì về cái công việc cũ của họ ấy, là công việc cũ của họ làm được bao nhiêu năm rồi? Chỉ có những người làm 2 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm hoặc thậm chí cả 20 năm rồi. Nhưng mà chỉ có thu nhập khoảng là 10 triệu, 15 triệu một tháng thôi chẳng hạn. Đúng không ạ? Và họ muốn làm new mây để có được cái thu nhập cao hơn. Nhưng mà cái thời gian làm việc của họ dành ít thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được kết quả đấy? Chỉ chúng ta hỏi câu hỏi tiếp theo. Vậy thì một ngày, thời gian một ngày các anh chị dành thời gian bao nhiêu tiếng để làm new mây? Đó. Làm một ngày bao nhiêu tiếng làm new mây? Thì bây giờ họ mỗi một ngày, khi có những người trả một ngày chả làm cái gì cả. Hoặc có thể còn làm chỉ một tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi chẳng hạn. Mà lại mong muốn là một tháng thu nhập 20-30 triệu. Thì điều đó có phải là vô lý không ạ? Mà trong khi đó làm sao? Công việc hiện tại của họ một tháng mới thu nhập khoảng 10 triệu thôi. Mà ngày nào cũng phải đi làm việc 8 tiếng. Đúng không ạ? Thu nhập hiện tại của họ bao nhiêu? Công việc của họ tại đang làm được bao lâu rồi? Thu nhập bao nhiêu một tháng? Để chúng ta nói với họ là gì? Làm kinh doanh new mây này với cái thời gian công sức họ dành cho quá ít thời gian mà lại mong muốn sốt ruột mà kiếm được tiền nhanh thì điều đó là hoàn toàn là vô lý. Đúng không ạ? Đó. Và cái công việc kinh doanh, cái công việc mà để chúng ta dành thời gian này là chúng ta đang trồng cây ăn quả ấy. Làm new mây là công việc trồng cây ăn quả này là cần phải có thời gian. Và xây dựng kinh doanh như mây nó giống như là công việc mà chúng ta xây dựng cái móng nhà anh chị. Và cái thời gian cũng như là cái chi phí để xây. Cha mẹ để lại cho con cái thứ gì? Chúng ta thường cố gắng tích tiền, đất hay là xây lên một cái móng nhà nó tốn rất là nhiều chi phí và công sức của tâm huyết. Mà tốn rất là nhiều nguồn nhân lực để hình thành nên cái móng nhà thôi. Mà tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta đổ nhiều, đầu tư nhiều như vậy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái ngôi nhà chúng ta hình thành những ngôi nhà như thế nào cả. Đó, thì kinh doanh như mây cũng là giống như là một cái, để xây dựng lên một cái nền móng vững chắc thì cần phải có thời gian và có sự đầu tư nữa. Đúng không ạ? Chứ này là không thể nào trong thời điểm là một ngày, hai ngày hoặc là một tháng, hai tháng mà để có được kết quả ngay được. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng rất nhiều các anh chị nỗ lực hết mình. Thì các anh chị cũng có được những cái thu nhập, có được những cái thành quả xứng đáng dựa trên cái sự nỗ lực của anh chị sớm nhất. Đúng không ạ? Rồi, lựa chọn tiếp theo đó là lựa chọn về thu nhập. Thì người nghèo thì thu nhập thì chủ động. Thì thu nhập chủ động là như thế nào? Là thu nhập chủ động là thu nhập phụ thuộc vào sức lao động của mình và biết trước được thu nhập của mình. Làm ngày hôm nay được bao nhiêu tiền ngày công, là một tháng này thì thu nhập một tháng, lương một tháng là bao nhiêu chúng ta biết trước rồi, và tháng sau nữa chúng ta cũng biết luôn. Còn người giàu thì thu nhập bị động hay là thụ động ấy. Thu nhập thụ động là thu nhập không phụ thuộc vào sức lao động của mình và không biết trước được thu nhập của mình. Như bản thân em Sự cũng như là rất nhiều các anh chị làm kinh doanh như mình, đó là gì? Không biết được là tháng này liệu thu nhập được bao nhiêu. Có thể là tháng trước là thu nhập vài chục triệu, nhưng mà tháng sau có thể là hơn nữa. Và để biết được thu nhập thì chúng ta có thể là nói và dựa trên những cái kết quả kinh doanh của tháng trước, chúng ta có thể là phỏng đoán được thôi. Và chúng ta không biết được cụ thể con số chính xác là cái thu nhập tháng này chúng ta được bao nhiêu. Đấy. Ví dụ như giả sử khi mà các anh chị đạt được cái danh hiệu là giám đốc 3 sao ấy, và có được một cái doanh số hệ thống bán ra thị trường là khoảng 1.000 lon. Và cái 1.000 lon này thì không phải là một mình anh chị bán, mà cá nhân anh chị chỉ bán được khoảng 30 lon thôi. Thì doanh số cá nhân là 30 lon này, nó chính là cái thu nhập chủ động đến từ cái việc chủ động của mình, phụ thuộc vào cái sức lao động của mình. Đúng không ạ?
còn lại là 970 lon. Đấy là đây chính là cái nguồn thu nhập thụ động, và nó không phụ thuộc vào sức lao động của mình nữa, mà nó phụ thuộc vào hệ thống và đội nhóm của mình. Đó, đấy để cho các anh chị thấy được là gì, chúng ta muốn lựa chọn thu nhập chủ động hay là thu nhập thụ động, đúng không ạ? Rất nhiều người khi mà lựa chọn kinh doanh như mây, họ chưa nhìn ra được điều đó. Và công việc của chúng ta đó là gì? Chỉ ra cho họ thấy. Chỉ ra cho họ thấy điều đó để cho họ lựa chọn. Và phần tiếp theo đây, em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một số những cái